Bản thân Cathy và nhiều bác sĩ khác hiện nay thì khi tư vấn cho bệnh nhân thì sẽ khuyên dùng sản phẩm viên đặc phụ khoa Regamo được cấp phép của Bộ Y tế là thứ nhất, nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu là thứ hai và bản thành phần công dụng là thứ ba. Đây chính là ba lý do mà Regamo được giới dược sĩ, bác sĩ như Cathy tin dùng. Và chia sẻ một chút về Regamo nếu các chị em có nhu cầu tìm hiểu Regamo có công dụng như thế nào. Thứ nhất là kháng viêm, giảm viêm và vô cùng mạnh mẽ, đủ mạnh để loại bỏ viêm cổ tử cung, viêm lộ tuyến, nấm, v.v. Và Regamo cũng giúp làm cho săn chắc và xe kích vùng kính, lấy lại màu hồng tươi tắn và khử mùi hôi khó chịu nữa. Wow, nói đến đây chắc các nhiều chị em sẽ cảm thấy rất là hứng thú bởi vì Regamo có quá nhiều hiệu quả đến đây. Vậy sao? Cathy chỉ có thể nói một câu rằng nếu Regamo không hiệu quả thì đã không được giới dược sĩ, bác sĩ như Cathy tin dùng. Còn nếu bạn muốn tìm hiểu tại sao Regamo có công dụng đặc biệt như vậy thì có thể tìm hiểu thêm về thành phần của Regamo, một bản thành phần trong mơ và khá toàn diện. Regamo tuy được nhập khẩu từ châu Âu nhưng các bạn có thể rất dễ dàng tìm mua bởi lẽ Regamo đã được công ty Bihi phân phối độc quyền tại Việt Nam. Với tư cách là một dược sĩ, Cathy khẳng định rằng Regamo chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn vô cùng tốt cho các chị em khi muốn điều trị các vấn đề viêm nhiễm hoặc đơn giản là các chị em tìm lại cảm xúc yêu khi còn là thiếu nữ.